Bác cho em hỏi chim má trắng vào chơi đất hay nhưng lại không được nhiều nghệ nhân yêu thích. Nào, cảm ơn bác. À, bác à, bác lâu ok bác rất đơn giản bác ạ. Tất nhiên những con chim má trắng má lỡ thì nó vẫn là những con chim hay nhưng lý do làm sao mà người ta không thích? Thứ nhất là nó quá dạn, thấy chưa? Nó quá dạn. Sang lồng tắm thì nó rất là vất vả. Đó là điều tự nhiên. Thứ hai nữa cái độ ổn định nó không cao. Tức là có thể nó chơi một năm và bỏ một năm. Thứ hai, thứ ba nữa là có nguy cơ bị chim già rừng đánh bể rất là cao. Đó, thì chính vì cái điều đó người ta không thích. Thấy chưa? Thế thôi. Tại vì những con chim già mình mình đâu có biết được, không biết được bể lúc nào cả. Nó gặp những con chim già nó đánh bể bất cứ lúc nào không có biết được. Đấy, cho nên là cái chơi những con chim má lỡ mình phải giữ và giữ ở trên dàn làm sao mà giữ được. À, cho nên cái độ rủi ro nó rất là cao. Cho nên nó không được nhiều nghệ người, người, người ta yêu quý, người ta như thế thôi. Chứ còn nó vẫn chơi hay mà, đúng không? em có đôi chim bạch liệu mùa sau ghép sinh sản được không anh không cái vấn đề chim bạch cái này bác 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 nhà nguyễn dê này nó có nhiều tình trạng và không phải cặp bạch nào cũng sinh sản được có rất nhiều những cặp bạch nó rất là ok nhưng nó không sinh sản được nó có hai vấn đề nếu như mà cái cái gen của con trống ấy mà nó tội quá thứ hai là nó hung dữ quá thì nó sẽ đánh con mái và nó rất là khó nhưng mà ngược lại con mái mà kiểu như nó trường mái quá hay là nó nó kiểu như là nó 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 trướng tính cũng rất là, là là là, khó đẻ cho nên là cái tình trạng này ấy thì anh anh nên là là à, mua của những nơi uy tín còn nếu bác cần thiết thì em sẽ hỗ trợ với bác à, một cặp tại đà nẵng đây mà người ta đang còn lên tiếng bán đấy đẻ đàng hoàng rồi thì như người ta báo với em 35 triệu ấy một cặp thì phải bác nhá đà nẵng này có luôn này người ta đang 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 đang, đang bán đấy vừa rồi người ta, bạn em nó mới nói với em đấy hình như là 35 triệu một cặp mà thì phải chứ còn để mà nói để sinh sản một cặp chim ấy thì nó rất là khó chứ không phải là cặp nào cứ ghép vào nó đẻ không phải đâu rất là khó đôi khi nhá đôi khi có nhiều cặp nó đẻ nhưng mà cái nó lại không có không có đậu được cái 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 con trong trứng ấy nó rất là khó nhá chứ không phải là cứ đẻ là 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 ấp được đâu rất nhiều chưa kể là những con chim mà nó nó thuộc dạng chứng tính nhá nó đẻ xong bắt đầu nó lại phá ổ nó phá ổ nó không cho ấp đấy nó rất nhiều nguyên nhân đó mà để mà nuôi một con bạch ra thì cái độ rủi ro rất là cao và cái người chơi mình phải am hiểu và mình phải biết cách đấy chào bác cho nên là để mà chim nuôi con bạch và sinh sản thì nó nó nhiều nguyên nhân lắm chưa kể là nhiều con cặp chim đẻ ra này canxi yếu này rồi là vỏ trứng mỏng này khó rất là khó đậu con có con chim khi gẹp chim khác hay nó thả lửa cho những con chim đấy thì cực kỳ khó chơi bác nhá cực kỳ khó chơi tất nhiên nó vẫn là những con chim hay nhưng mà những những con chim nó nó thuộc dạng tiếp không ổn định ok chưa cho hỏi chị rận mà chim trong lồng ấy đồ chả có gì khó cả bác uh, vinh bùa cao ơi bác ngắt cho em ít lá thủ đao ấy bác bỏ vào lồng ấy bác làm liên tục khoảng chừng tuần lễ không còn một con luôn nhá nhanh chóng đơn giản có gì đâu mà phải khó khăn được chưa cứ uh, ngắt khoảng chừng năm uh, bảy cái lá xoan đấy ông bác gọi là lá xoan ấy miền trung gọi là, là lá thủ đao bỏ cho bố lồng cho nó nhá cứ tuần lễ bố ấy mản chả chẳng tới nữa thấy chưa còn anh em nào mà dùng thường xuyên ấy thì anh em mà nên nhỏ dầu ấy thì nó rất trị mạt rất là hay. Đấy, rồi kèm theo mình tắm nước tắm thì nó sẽ là sạch sẽ hơn chim, được chưa? Còn chẳng phải gì mà cầu kỳ mà phải là nào nhiều bác là xịt cồn vào lồng em đảm bảo các bác xịt cồn vào lồng cho bạc đặc biệt lồng tre á nó 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 làm cho cái tre không tốt đâu nhá cồn là chất tẩy rửa mà nghe anh em nói lá xoan dùng cho chim thay lông nhanh hả bác à không thay lông nhanh nhá là một số anh em hỗ trợ ấy là gì có hai cái vấn đề mà anh em cần hỗ trợ một là vỏ bưởi đó là hỗ trợ cho chim thay lông nhanh hơn tức là trong cái vỏ bưởi ấy, là nó sẽ có thành phần nước được chưa là khi mình chùm lại thì nó sẽ tạo độ ẩm và nó làm cho con chim đổ lông nhanh đó đó là cái 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 cái, 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 cái vỏ bưởi ấy được chưa bác chứ còn lá xoan nó không có liên quan tới bác nhá nhiều ông là cứ suy luận lung tung là cứ dài vỡ dài vẩn Thành Nguyễn Thành Nghĩa, cảm ơn bác chứ hồi trước em không thích chơi trò màu vì thấy củi lửa rơm ra, từ khi nghe bác chuyện lửa em thấy mê hơn hẳn và thấy đơn giản hơn. Em nghĩ nhiều, ok bác Nguyễn Thành Nghĩa nhá. Cứ đam mê theo cách mình đam mê bác ạ, chứ đừng nghe ai cả. <laughs> nhiều ông là người ta <laughs> người ta đào thả cho bác những con chim không hay. Đó là em nói rất, rất thành thật, thật lòng đấy. Có rất nhiều người rất là ác ý và cái cái phong trào này ấy thì cứ nói là hai từ đam mê, nhưng mà cái người mê trước đã đào thả cho người mê sau. Thấy chưa? Tức là cái ông mà đạp đinh trước rồi các ông biết rồi ấy, là cái ông này biết đưa cái 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 đinh đấy cho cái người đi sau đạp phải. Thấy chưa? Thì các bác nuôi các bác lại là, bắt đầu là khi hỏi lại bảo anh nuôi làm sao chứ không chơi thì người ta cứ nói vòng vo vò, vòng vo. Vò. <laughs> đúng không ạ? Người ta cứ nói vòng vo vò đi, sau đó người ta bắt đầu là, là bảo là gì? À, nào là anh nuôi không được này, nào là không hợp với anh này, nào là chế độ anh nuôi không đúng này. Đấy, rồi là à, nào là vân vân và mây mây. Nói chung là À, lý do có hơn mục đích kiểu như thế đấy, xong rồi các bác là cứ cứ luẩn quẩn ra cho cái vòng xoáy này là mình không biết làm sao để chỉ có lửa nhưng thực tế ấy, không phải là không phải là không có lửa mà bản chất con chim đấy không có bản lĩnh và tố chất đâm ra các bác cứ luẩn quẩn luẩn quẩn là là như thế đúng không ạ rồi chưa kể là một số bác là cái trình độ còn yếu kém xong rồi cứ so sánh giữa con chim mình với con chim người khác đúng không cứ so sánh những, những, con chim cà phê với, với con chim đi thi giá xe máy xong rồi cứ, cứ so sánh con chim của mình với con chim người ta làm sao so sánh được bản lĩnh và tố chất của mỗi con chim đều khác nhau không con nào giống con nào cả đúng không ạ các bác phải hiểu điều đấy và trong cái cuộc chơi này em nói với các bác rất nhiều đó là phải có ba tiêu chí đó là tìm kiếm đầu tư và đào thải đó là phải như vậy thì các bác phải nên hiểu vấn đề này cho nên là vấn đề mà cứ cứ ông đi trước đạp đinh là thả cho ông đi sau là điều đương nhiên đúng không ạ bản thân em vậy thôi à, em nói thật với bác chứ bản thân em mà những con chim mà em đã không nuôi được thì các bác đừng bao giờ nuôi đúng không ạ đó là chứ khoát Cường Hoàng mình có con chim 3 bốn năm dòng mà chân nó đen không có bốt là sao bạn những tụi con tiếp chân trì. À, bác Cường Hoàng nhá, nó không có bốt. Đấy nhưng mà thuộc dạng những có những con chim mà nó không có bốt thì nó không bao giờ móng nó dài. Em đảm bảo với các bác luôn. Tại vì con chim chào màu nó là tỷ lệ thuận nhá. Những con chim mà chân đen chân trì mà không có bốt bác các bác nuôi bao năm thì đảm bảo những móng chân nó cũng không dài, được chưa? một năm lồng có bốt rồi thì có phải chim già không anh à, không cái này là nó không có bác hỏi thế này thì nó không đúng với câu hỏi chuẩn chỉ bác thông với anh nhá tại vì có rất nhiều con chim tự lên bốt rất là nhanh được chưa có rất nhiều con chim một năm cứ một năm các bác phải lột bốt một lần và cũng có nhiều con chim các bác một năm phải cắt móng hai lần đó là chuyện rất bình thường và tùy thuộc cái điều con chim còn con chim già hay chim tơ ấy thì thuộc thì thuộc vào nhìn khuôn mặt thái độ và cái 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 cái, cái nét đấu của nó bác nhá chứ còn cái ống chân này bốt nhục bốt ít nó không liên quan tới em chào bác Trinh uh, nguyễn nha em gửi lòng cho bác rồi bác nhá lòng treo ngang bóng đèn có bị ngoái không mát đây là người khác bảo ngoái chứ em không bảo ngoái các bác nhá tùy con chim tất nhiên nó vẫn có những con chim mà ngoái bóng đèn tất nhiên vẫn có nhưng mà nhưng mà xác suất rất là thấp rất thấp cả trăm con thì mai ra có một con nhưng con chim ngoái đại đa số là do các bác bố trí cầu cống phù hợp được chưa Thứ hai là bản chất con chim nó ngoái là nó ngoái Chứ còn có nhiều con chim các bác có bảo tát vào mặt nó bảo nó ngoái nó chả ngoái cơ Chim dữ quá chỉ chim rất bố có cái nào không anh Bác về trần cái nào thì em sẽ bật với cho bác nhá à, Những con chim mà hung dữ mà dưới chim mà rất bố ấy Có hai phương pháp bác phải làm Điều đầu tiên là bác phải căng cước được chưa và căng chéo đó là cái điều đầu tiên thứ hai là bác cố gắng bác ra ngoài cái tiệm mà chim cảnh nhé bác mua thêm cho em một cái chuôi nặng nha mua cho em thêm một chuôi nặng lắp cái ti dài ra thả cái lồng xuống cho em được chưa thả cái lồng xuống cách cái lồng bình thường tầm 5 phân nhá em đảm bảo với bác đó, mà con chim bác không hết không hết bố ấy cứ quay đây gặp em nhá được chưa bác bác uh, về trần chim đánh tám vòng mà không có mặt chim mới là lơ mặt là sao thầy à không đơn giản bác quyền đấy thác ơi tất nhiên những con chim bác vẫn là hay nhưng cái 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 phách đánh của bác đôi khi nó là một con chim giữ nhá đấy cho nên là bác phải biết những con tình trạng này và có những điểm của chim bác đó là nó không nó không tự tìm chim chơi thấy chưa và những con chim này thì các bác sự cái sự rủi ro rất là cao tất nhiên những con chim đấy thì của bác rất là hay đấy nhưng mà nó không có giữ được nước không giữ được nước và không tự chìm chơi cho nên những con dấu đề bác phải để giữa không được không được đẩy ở ngoài biên các nhá rất nguy hiểm vương nguyễn chú cho con hỏi con mua con chim bổi av về nuôi được 3 tháng thay lông rồi đẹp đẽ lần đầu đi dàn đánh rất hay đánh đẹp có chắc các kiểu rồi những lần sau đi nó chơi lúc chơi lúc không là sao bác à những con chim bổi thì rất là bình thường thấy chưa tình trạng này nó bình thường nhưng à những con này thì thì uh, bác uh, nên xem lại về nữ đấu ôn chim và cá nhân em đánh giá thì em không không thích chơi những con chim này được chưa nó vì tình trạng những con chim mà kiểu như nó ngó mặt nó chơi đấy kiểu ăn được là ăn luôn không ăn được là kiểu lơi lại kiểu đấy giống như kiểu gọi là súng bắn không vào đền đạn ấy. đấy bác vương nguyễn nhá cho nên là những con đấy thì nó em chỉ cần nghe bác nói về tình trạng thôi là nó không thuộc tiếp của em chơi rồi dứt khoát